một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ cho chị đội 9B. Cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, ngày đến công ơn công lao của người thầy, người cô, những con người tận tụy vì học trò chúng em, những con người không quản khó nhọc bao nhiêu thức trắng chỉ giúp chúng em lên người. Công lao to lớn ấy không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Sau đây lớp chúng em xin gửi tới cả người thầy thay lời muốn nói lời cảm ơn chân thành của toàn thể chúng em, của các thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Và sau đây tiết mục sẽ được bắt đầu ạ. Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán, chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. Lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu nhiều nhất. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ Xuân ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người.